Như chúng ta cũng biết, Việt Nam là một quốc gia bước ra từ cuộc chiến tranh đau thương kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Vào thời điểm đầu mới độc lập, Việt Nam được xếp vào hàng những quốc gia nghèo nàn bậc nhất Đông Nam Á, với nền kinh tế bao cấp trì trệ vô cùng. Nhưng rồi cùng với sự thức thời và nỗ lực không mệt mỏi, Việt Nam đã mở cửa thị trường và có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Theo đó, đất nước hình chữ S đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia sở hữu nền kinh tế có tốc độ phát triển hàng đầu khu vực, đồng thời trở thành tấm gương sáng cho nhiều quốc gia có cùng xuất phát điểm noi gương của mình, trong đó có cả Nigeria, một quốc gia Tây Phi đông dân và nghèo nàn nhất nhì thế giới hiện giờ. Cho nên mới đây, trang tin Business Today cho đăng tải một bài viết rất đáng chú ý với tiêu đề 4 bài học cho Nigeria khi GDP của Việt Nam tăng gấp đôi trong một thập kỷ để nước bạn học hỏi bạn bè của mình. Vậy cụ thể hơn, bài viết trên đã nói gì về phép màu Việt Nam? 4 điều mà Nigeria nên học tập ở đất nước hình chữ S là gì để thoát khỏi cảnh cơ hàn? Chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, mở đầu bài viết nêu trên, tác giả đã mang Nigeria và Việt Nam lên bàn cân so sánh để khẳng định rằng nền kinh tế của đất nước hình chữ S hiện đang bỏ xa nước bạn một khoảng cách khá dài. Cụ thể như sau. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, quốc gia Đông Nam Á có dân số trẻ đông đảo và nền kinh tế đang phát triển giống như Nigeria đã tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP thêm 104% lên 433 tỷ đô la vào năm 2023, từ mức 212 tỷ đô la vào năm 2013. Nhưng GDP của Nigeria đã giảm 37,5% xuống còn 250 tỷ đô la từ mức 400 tỷ đô la. Nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng cường nền kinh tế và sự giàu có của người dân mang lại bài học cho quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi có 133 triệu người đang sống trong cảnh đói nghèo. Đứng trước sự tăng trưởng ngoạn mục ấy của Việt Nam, người ta không khỏi không kinh ngạc. Chính vì thế mà các chuyên gia phân tích kinh tế đã vào cuộc để tìm ra những lý do vì sao Việt Nam lại có thể làm ra điều thần kỳ. Dưới đây là kết quả sau cùng, được trang tin tổng hợp khá chi tiết, khiến ai nấy cũng đều phải lặng im để suy nghĩ. Đầu tiên là về vấn đề hội nhập quốc tế, Việt Nam đã khẳng định mình là một điểm đến ổn định, phát triển nhanh và tăng trưởng cao do hoạt động kinh doanh quốc tế và đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, Việt Nam còn ký kết và thực hiện 16 hiệp định thương mại tự do đối với hơn 60 đối tác, chiếm gần 90% GDP toàn cầu dựa trên các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Hầu hết các bản hợp đồng này đều được thiết lập cùng với các nền kinh tế lớn. Vậy nên, theo Ngân hàng Thế giới, hội nhập quốc tế là một trong những động lực chính giúp Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật về tăng trưởng và giảm nghèo trong 3 thập kỷ qua. Riêng Diễn đàn Luật và Pháp lý Việt Nam cho biết trong một bài viết, hơn 17 năm là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Việt Nam đã có sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng nhờ hội nhập kinh tế thế giới, một động lực mạnh mẽ để phát triển hơn nữa. Quả thật, chúng ta không thể nào phủ nhận rằng hội nhập kinh tế quốc tế chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy thương mại và đầu tư một cách mạnh mẽ. Thêm vào đó, nó còn giúp cho nước nhà tham gia thành công vào quá trình toàn cầu hóa và tái định hình chuỗi cung ứng khu vực cũng như quốc tế. Để rồi giờ đây, Việt Nam đã trở thành cơ sở sản xuất chính của nhiều công ty đa quốc gia, bao gồm cả các công ty công nghệ cao. Qua đó, giúp đất nước hình chữ S trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Trong khi đó, Nigeria lại có vẻ khép mình hơn ở lĩnh vực hội nhập quốc tế. Đến tận ngày hôm nay, nước này chỉ mới cân nhắc đến việc nộp đơn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến các mối quan hệ hợp tác quốc tế của Nigeria hiện giờ. Hơn nữa, tình trạng tham nhũng tràn lan trong bộ máy chính quyền Nigeria đã khiến cho thị trường đầu tư của nước này trở nên kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Vậy nên, thiết nghĩ, chính phủ Nigeria nên mạnh tay bài trừ tham nhũng để tăng độ tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp đến là về vấn đề tự do hóa thương mại trong nước. Trang tin uy tín nói rằng, Việt Nam đang theo đuổi chương trình tự do hóa thương mại sâu rộng, giúp tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và giảm nghèo. Nói cách khác, sự tăng trưởng của Việt Nam đến từ những cải cách kinh tế nhằm mở cửa nền kinh tế cho các nhà đầu tư nước ngoài và các cơ hội cho thương mại toàn cầu. Theo đó, quá trình toàn cầu hóa và thương mại ở Việt Nam đã giúp nền kinh tế nước này tăng trưởng theo cấp số nhân và khiến nó trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất. Theo báo cáo có tiêu đề Toàn cầu hóa và thương mại tại Việt Nam, một câu chuyện thành công thuộc dự án Bogen cho biết, tại Việt Nam, sản xuất điện tử đã được mở rộng để tạo ra loại hàng hóa có giá trị cao với số lượng việc làm lớn được trả lương cao hơn. Hơn nữa, tại nơi làm việc, Việt Nam tiếp tục chứng tỏ mình đang cung cấp một mô hình làm việc tiến bộ. Trong đó, tỷ lệ việc làm của phụ nữ chỉ ở mức 10% so với nam giới.
Và theo chỉ số phát triển hòa nhập của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam đã làm rất tốt việc tạo ra sự tăng trưởng toàn diện, bền vững kéo dài. Đúng vậy, đây cũng chính là điều mà chúng ta đang được chứng kiến hiện nay khi các công ty hàng đầu thế giới như Samsung, Google, Microsoft đã di rời xưởng sản xuất sang Việt Nam trước cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khốc liệt. Theo đó, các nhà xưởng này đã tạo ra hàng chục ngàn việc làm cho đội ngũ lao động phổ thông tại Việt Nam, đồng thời giúp cho đất nước hình chữ S thu được nhiều ngoại tệ từ hoạt động sản xuất nhộn nhịp vô cùng. Tất cả đã tạo nên sức bật mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển kinh tế. Nigeria rất cần phải học hỏi Việt Nam khi mà sự tự do hóa thương mại ở Nigeria hiện nay vẫn rất ít nhiều bị hạn chế bởi hậu quả của chế độ quân trị kéo dài, dù cho nó đã bị loại bỏ hoàn toàn. Tiếp đến là bài học thứ 3 mà Việt Nam mang đến cho Nigeria, nó liên quan đến vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng. Cụ thể như sau, theo ông Đặng Giang, đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu châu Á về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khi nước này dành tới 5,7% GDP cho các dự án trong lĩnh vực trọng yếu. Và khi đề cập đến cuộc tranh luận cấp cao về việc thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ tuần lễ bền vững do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc UNGA tổ chức tại New York ngày 18 tháng 4, ông Giang nhấn mạnh rằng việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và hài hòa là một trong ba đột phá chiến lược của chính phủ Việt Nam xác định để phát triển bền vững. Quả thật những gì mà ông Đặng Giang nói là không hề sai. Việc xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại sẽ giúp cho quá trình luân chuyển hàng hóa diễn ra thuận lợi, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trong nước và cả nước ngoài. Chính vì lẽ đó mà các nhà đầu tư thường cân nhắc rất kỹ vấn đề này khi quyết định rót tiền vào bất kỳ quốc gia nào để đẩy mạnh sản xuất. Những quốc gia nào có được hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển ngày càng mạnh mẽ sẽ càng nhận được nhiều dự án đầu tư quy mô hơn so với những quốc gia kém phát triển khác. Hiểu được điều đó, nên Việt Nam đã mạnh tay chi tiền vào lĩnh vực này cho chính mình. Đến nay, khoản đầu tư từ khu vực công vào cơ sở hạ tầng ở Việt Nam đã đạt mức cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao thứ hai châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Nó giúp cho hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không của Việt Nam được nâng cấp một cách toàn diện, rõ rệt. Tuy nhiên, khoản đầu tư mà Nigeria đổ vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng lại thấp hơn Việt Nam đáng kể. Điều này đã khiến cho hệ thống cầu đường, cơ sở vật chất tại quốc gia này có phần xuống thấp hơn so với nước bạn. Nếu muốn hấp dẫn đầu tư nước ngoài, thì Nigeria phải thay đổi từ bây giờ. Và sau tất cả, chúng ta không thể nào bỏ qua lực lượng lao động kỹ thuật số có tay nghề cao của Việt Nam. Nhân tố quan trọng giúp đất nước hình chữ S làm nên kỳ tích cho mình. Theo trang Business Today cho biết, Việt Nam đã nhận ra rằng tương lai của mình không chỉ dừng lại ở lĩnh vực sản xuất, sử dụng nhiều lao động. Do đó, Việt Nam đang hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID để tạo điều kiện chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức, sử dụng nguồn lao động có trình độ cao bằng cách đổi mới công nghệ, khởi nghiệp, chuyển đổi kỹ thuật số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lực lượng lao động này sẽ giúp duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế kỹ thuật số và đáp ứng nhu cầu thị trường. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy điều này rất rõ thông qua quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Nó được thực hiện trong mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội và thậm chí trong cơ quan chính phủ, trong các ngành trọng điểm của nền kinh tế nước nhà. Điều mà Nigeria vẫn đang học hỏi Việt Nam ở thời điểm này thông qua các chương trình hợp tác được triển khai giữa hai quốc gia bạn bè. Nói tóm lại, Việt Nam đã và đang nắm trong tay 4 bí quyết vàng giúp phát triển kinh tế đất nước. Nó chính là đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tự do hóa thương mại, phát triển cơ sở hạ tầng, kiện toàn và đội ngũ lao động kỹ thuật số tay nghề cao. Và cũng chính là 4 bài học lớn mà Nigeria cần phải bỏ túi ngay nếu muốn vươn lên mạnh mẽ trong tương lai gần. Các bạn thân mến, mới đây thông tin Việt Nam được EU và mấy anh đại gia giàu có châu Âu tặng không 15 tỷ euro được lan truyền rộng rãi trên các trang tin lớn nhỏ. Nó khiến cho người dân hết sức vui mừng vì nước nhà có được cả núi tiền để tùy nghi sử dụng cho riêng mình. Nhưng ngay sau đó, người ta cũng cảm thấy tò mò về việc tại sao EU lại bỗng dưng tốt bụng dâng cho Việt Nam cả đống tiền như thế. Họ bơm tiền cho Việt Nam để làm gì và liệu rằng nó có ẩn giấu mục đích đen tối gì hay không? Không để các bạn phải tò mò thêm nữa, ngay sau đây chúng tôi sẽ giải đáp trong video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi theo dõi nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ kênh nhé. Để chúng tôi có thể có thêm động lực, ra thêm thật nhiều video clip hấp dẫn nữa nhé. Mới đây trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga đã cho đăng tải một thông tin rất vui dành cho Việt Nam. Là EU và các nước giàu cam kết hỗ trợ Việt Nam 15 tỷ euro chuyển đổi năng lượng, trang tin Sputnik cho biết.
Vào chiều ngày 29 tháng 5, trong chuyến thăm và khảo sát thực tế tại Ninh Thuận, bà Mariam Ferrin, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Đối tác Quốc tế của Ủy ban châu Âu-EU đã có buổi trao đổi với báo chí về việc hợp tác giữa EU và Việt Nam trong quá trình triển khai chiến lược cửa ngõ toàn cầu Global Gateway của EU. Trong đó, việc ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi xanh chiếm một trong số các vị trí trung tâm chính. Vậy nên, EU và các nước G7 đã hỗ trợ lẫn nhau nhằm giúp Việt Nam đảm bảo thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không tới năm 2050 và hướng đến sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả. Trong cơ chế chuyển đổi năng lượng cân bằng nguồn vốn, EU dự kiến hỗ trợ Việt Nam số tiền lên đến 15 tỷ euro. Theo bà Mariam Ferrin, Thủy điện Tích năng Bắc Ái Ninh Thuận là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, cũng là biểu tượng cho sự hợp tác về chuyển đổi xanh và năng lượng giữa EU với Việt Nam. EU và các nước thành viên cam kết cung cấp các khoản vay ưu đãi và trợ cấp để hỗ trợ kỹ thuật cho dự án này. Bởi dự án có công suất 1,2 gigawatt mang lại tác dụng tích cực về mặt sản xuất điện năng và nhiều phương diện khác. Sau chuyến thăm này, chính sách vẫn được cam kết duy trì một cách lâu dài trong sự hợp tác giữa EU và Việt Nam. Không chỉ những nội dung hiện tại mà còn nhiều nội dung phong phú đa dạng hơn nữa trong tương lai. Được biết, đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội hiện đang thảo luận với các cơ quan bộ ngành Việt Nam tiến tới ký kết các hiệp định tài chính cho các dự án xác định. Vâng, thông tin trên đã được các nước EU xác nhận châu Âu và các nước G7 sẽ cùng nhau giúp Việt Nam đảm bảo thực hiện được những mục tiêu vừa nêu với gói hỗ trợ tài chính lên đến 15 tỷ euro. Cùng với sự hỗ trợ đó, Việt Nam sẽ có thêm nguồn vốn khủng để mạnh tay phát triển dự án thủy điện tích năng đầu tiên của mình. Từ đây, một dạng năng lượng tái tạo mới sẽ được định hình tại Việt Nam để dần thay thế cho mô hình sản xuất năng lượng phát thải quá nhiều. Bởi vì thủy điện tích năng dựa trên việc sử dụng lưu lượng nước chảy tự nhiên trên các con sông, suối, hồ lớn để tạo ra năng lượng điện. Quá trình hoạt động của nó thường dựa vào việc tạo ra sự chênh lệch độ cao giữa mặt nước trên và dưới bằng việc xây dựng các đập hồ thủy lực hay các công trình kỹ thuật khác. Còn nếu hiểu một cách đơn giản, thì thủy điện tích năng giống như là một chiếc bình ắc quy có chức năng tích trữ điện năng để sử dụng, bổ sung vào hệ thống khi cần thiết. Nó giúp sản xuất điện phục vụ đời sống và tích điện vào thời gian rảnh rỗi để mang ra dùng khi có nhu cầu. Bằng nguyên lý cơ bản, nước chảy từ trên cao xuống thấp, thủy điện tích năng sẽ gồm có hai hồ chứa ở hai độ cao khác nhau và một nhà máy thủy điện. Khi mà nước ở mặt nước cao đi qua các cấu trúc chảy xuống mặt nước thấp, năng lượng cơ học của dòng nước sẽ được biến đổi thành năng lượng điện. Vào khung giờ thấp điểm sử dụng điện, nhà máy thủy điện tích năng sẽ đảo ngược tua bin và bơm ngược lại nước từ hồ chứa thấp lên hồ chứa cao. Nhờ sự ra đời của tua bin thuận nghịch, thủy tích điện năng có thể giảm chi phí vận hành so với cách sử dụng tua bin phát điện và máy bơm như lúc trước. Theo đó, thì thủy điện tích năng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn năng lượng sạch cho các hoạt động kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như là đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao trong nước và giúp Việt Nam giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường bằng việc tận dụng tài nguyên thiên nhiên của mình. Hơn thế nữa, thủy điện tích năng còn có đóng góp mạnh mẽ vào việc duy trì ổn định nguồn cung cấp năng lượng quốc gia. Phát triển thủy điện tích năng chính là cách để Việt Nam giảm thiểu sự phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trong dài hạn. Vậy nên mới nói là thủy điện tích năng mở ra tương lai mới cho ngành thủy điện tại Việt Nam. Việc triển khai dự án thủy điện tích năng Bắc Ái nói riêng và các dự án loại này nói chung là điều cực kỳ cần thiết. Mà muốn đẩy mạnh mô hình sản xuất điện năng mới thì Việt Nam bắt buộc phải có nguồn vốn lớn. Rất may là vấn đề này đã được EU giải quyết giúp Việt Nam cùng với số tiền 15 tỷ euro và các khoản vay ưu đãi khác, làm ai nấy cũng đều phát thèm. Do đó, Việt Nam rất phải cảm ơn EU vì sự tốt bụng của mình. Nhưng chúng ta cũng nên lưu ý rằng châu Âu và G7 chẳng làm việc công không chút nào. Chẳng phải tự dưng mà khối này lại nhiệt tình giúp đỡ Việt Nam như thế đâu. Thật ra nó đúng như những gì mà trang tin Sputnik đưa tin. Sự hỗ trợ đó được thực hiện nhằm mục đích hiện thực hóa chiến lược cửa ngõ toàn cầu của EU. Đây là một chiến lược thúc đẩy các khoản đầu tư nhằm xử lý các thách thức toàn cầu như ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giao thông bền vững, thúc đẩy nguồn nhân lực trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, y tế. Qua đó, nó đảm bảo tính công bằng và mang lại lợi ích cho người dân các nước. Trong chiến dịch này, EU luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Vậy bạn có thắc mắc lý do gì mà EU lại xem trọng Việt Nam đến thế không? Rất đơn giản, đó là vì Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu thế giới. Cùng với đó là nhu cầu sử dụng năng lượng gia tăng dẫn đến tình trạng phát thải trên đầu người tăng mạnh.
Nó khiến cho Việt Nam trở thành một trong những đối tượng hỗ trợ chính và cũng là đối tượng hợp tác tiềm năng giúp cho chiến lược của EU thành công rực rỡ trong tương lai. Một khi EU giúp Việt Nam giảm phát thải thành công như cam kết, các nước khác sẽ nhận thấy được tính hiệu quả, khả thi của chiến lược cửa ngõ toàn cầu mà EU đề xuất. Từ đây, uy tín và vị thế của EU tiếp tục được củng cố trong lĩnh vực quan trọng. Khối này sẽ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới, cùng với chiến lược mang tính kết nối toàn cầu được mình bỏ công xây dựng. Ngoài ra, còn có một điều đáng chú ý nữa là các khoản đầu tư, chiến lược, cửa ngõ toàn cầu chủ yếu được rót vào các nước đang phát triển. Đó là những nước đã tiếp nhận các khoản đầu tư kết cấu hạ tầng từ sáng kiến Vành đai Con đường BRI của Trung Quốc. Điều đó cho thấy một trong những mục tiêu quan trọng của cửa ngõ toàn cầu là cạnh tranh với BRI của Trung Quốc hiện giờ. Theo đó, chiến lược cửa ngõ toàn cầu của EU được kỳ vọng có thể đạt được hiệu quả cao khi kết hợp với các chiến lược đầu tư và kết nối khác, chẳng hạn như quan hệ đối tác mở rộng với kết cấu hạ tầng chất lượng EPQI của Nhật Bản, kế hoạch tổng thể và kết nối ASEAN MPAC 2025, chính sách hành động hướng Đông AEP của Ấn Độ và kế hoạch xây dựng thế giới tốt đẹp hơn B3W của G7. Nhìn chung đây đều là những sáng kiến có cùng mục tiêu tương tự nhau, mang tính chất hỗ trợ lẫn nhau để tăng cường kết nối giữa các bên có liên quan thông qua việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật số. Nó sẽ giúp các nước chung chí hướng cạnh tranh hiệu quả với BRI của Trung Quốc và làm giảm thiểu ảnh hưởng của Hoa Lục trên toàn cầu. Không khó để nhận thấy trong hầu hết các chiến lược nêu trên, Việt Nam đều góp mặt với tư cách là đối tượng cần hỗ trợ hàng đầu, bởi vì Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trên trường quốc tế và có tiếng nói nhất định trong các vấn đề mang tính vĩ mô. Vậy nên, việc EU cũng như các nước triển khai chiến lược khác muốn dựa vào Việt Nam để kết nối với các quốc gia trong ngoài khu vực cũng là điều dễ hiểu vô cùng. Nói tóm lại, khoản viện trợ 15 tỷ euro và các khoản vay ưu đãi mà EU dành cho Việt Nam là sự hỗ trợ có qua có lại. Không chỉ Việt Nam mà cả khối liên minh này cũng đã có được những lợi ích rất lớn khi mạnh tay bơm tiền hỗ trợ bạn bè của mình.